Vâng, xin chào tất cả anh chị chúng ta đang xem video này. Và anh chị nào chúng ta mong muốn rằng mình có thể rút ngắn thời gian để có thể làm những cái hình ảnh marketing và những cái hình ảnh thông báo, những cái hình ảnh chia sẻ mà có sẵn những cái mẫu rồi mà chúng ta chỉ việc sửa thôi. Đó, thì ở đây Nguyễn Thương sẽ chia sẻ màn hình bật bí cho chúng ta. Bật bí cho chúng ta. Đó chính là 80 item, 80 mẫu. Đây, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đây, 80 mẫu rất 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 là đẹp. Đó, cả nhà nhìn thấy 80 mẫu rất là đẹp. Thì có những cái mẫu về poster. Đây, một người, hai người. Đây, cả nhà có thể mở lên nhé. Cả nhà có thể mở lên cùng xem này. Đó, rất là nhiều mẫu đẹp. Chúng ta chỉ việc thay hình ảnh này. Đấy, thành ảnh của mình này. Biến ảnh thành tiền, thay cái chữ này. Đó, hay hoặc là mình có thể xem một số các cái mẫu khác. Ví dụ đây là mẫu poster về nhiều người với nhiều tông màu. Đó, xanh đỏ, đúng không ạ? Hồng này. Đấy, thiết kế sẵn rồi đây này. Mình chỉ việc thay người, thay nội dung vào là được, thay chữ này. Đó, rất là nhiều mẫu luôn nha. Đấy, mình có thể xem một số những cái mẫu đã mở sẵn ở đây này. Rồi là mẫu, đây là mẫu gọi là trước và sau này, đúng không ạ? Sau bao nhiêu liệu trình. Hoặc đây là mẫu thư mời. Đó, thư mời khai trương hoặc là thư mời rất là nhiều tông màu. Nhiều lắm luôn. Đó, rất là nhiều kiểu dạng. Đó, cả nhà thấy không ạ? Rồi, đó, đây. Hoặc là ví dụ các cái mẫu. Đó, ở đây thì riêng một cái file này nó có đến 28 mẫu. Đấy, cả nhà thấy không ạ? Từ tôn vinh cho đến chúc mừng cho đến đây, cả nhà chúng ta sau một liệu trình. Đó. Đó, rất rất là nhiều nhé cả nhà. Cả nhà thấy đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Đó, đây, cả nhà chúng ta sẽ cùng tham khảo. Đấy, team aerobic này. Rồi. Đó, quá đẹp luôn đúng không ạ? Rồi, mẫu vuông cho đến những cái mẫu, đây là mẫu chữ ký này. Đó, ví dụ đây là cái mẫu chữ ký này. Đó, mẫu chữ ký này. Đó, quá đẹp luôn. Hoặc là mẫu thư mời. Đấy, đây là thư mời thiết kế này. Đó, đây chúng ta có thể thay ảnh này. Đấy, thay ảnh, thay nội dung, thay chữ này. Đó. Rồi, nhiều mẫu lắm luôn. Ở đây tổng là 281 item đây này. Đó, và anh chị nào chúng ta muốn sở hữu 80 mẫu này mà chúng ta chỉ việc cần tải về sửa nội dung và Nguyễn Thơm sẽ tặng cho chúng ta một buổi coaching để chúng ta sử dụng hiệu quả. Ví dụ như là thay chữ như nào, thay ảnh như thế nào, đó, lưu ra như thế nào, hoặc là lỗi phông chữ thì hướng dẫn chúng ta cài đặt, tặng cho chúng ta 200 phông chữ đẹp nữa. Đó, đây chúng ta chỉ việc thay ảnh, thay nội dung thôi. Rồi, ok. Đấy, một cả cái bộ này, năm ngoái Nguyễn Thơm chia sẻ, lan tỏa và trao giá trị bộ này, mỗi một bộ này là 2 triệu. Đó, tuy nhiên là cuối năm rồi sẽ có một cái chương trình ưu đãi đặc biệt nha. Ưu đãi đặc biệt cho các anh chị chúng ta chỉ có 500k thôi nha. Đó, 500k thôi. Đấy, anh chị nào xem được video này mà muốn sở hữu cả một cái bộ này, đấy, khỏi phải thiết kế, khỏi phải ý tưởng, đấy, sở hữu luôn 81 mẫu khác nhau để các anh chị chúng ta có thể làm. Đó, hay là đây là mẫu feedback này. Đúng không ạ? Đấy, rất là nhiều luôn cả nhà thấy không ạ? Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều và ai mà may mắn xem được video này giúp anh chị chúng ta tiết kiệm thời gian hơn và tiết kiệm cả chi phí. Trước đây thì thường phải học đó 50 mẫu này đấy, cộng với mình nhân bản, mình sưu tầm, mình thêm nữa vào và bây giờ nó lên đến 81 file, 81 mẫu rồi đó. Hôm nay sẽ có cái chương trình cuối năm dành cho anh chị nào chúng ta xem video này đi book ngay với Nguyễn Thơm nhá. Rồi, 0888 649 819 để Nguyễn Thơm hỗ trợ hướng dẫn cho các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại chúng ta trong các cái chương trình video sau nhé.